Kính thưa quý vị, các cựu chiến binh được vinh danh nhân kỷ niệm Trân Châu Cảng lần thứ 74, tin từ Trân Châu Cảng Hawaii. Thứ hai ngày 7 tháng 12 vừa qua, đánh dấu 74 năm cuộc tấn công của Nhật Bản vào Trân Châu Cảng, giết chết 2.403 người và lôi kéo Hoa Kỳ vào đệ nhị thế chiến. Các nghi lễ được tổ chức tại Hawaii và Washington DC để tưởng nhớ sự phục vụ và hy sinh của các cựu chiến binh đệ nhị thế chiến. Ở Hawaii, một khoảnh khắc im lặng đã được cử hành và nhạc tưởng niệm đã vang lên tại nơi mà chiến hạm USS Arizona đã bị tấn công 74 năm trước. Tại Washington DC, ông Frank Livingston đến từ Lake Charles, Louisiana ở tuổi 110, được cho là cựu chiến binh đệ nhị thế chiến lớn tuổi nhất còn sống, đã tham dự buổi lễ tại đài tưởng niệm đệ nhị thế chiến. Ông sinh năm 1905, gia nhập quân đội năm 1942 và phục vụ như một thợ sửa xe. Ông cư trú tại Lake Charles, Louisiana và thích câu cá, chơi cờ domino và theo dõi thị trường chứng khoán. Ông Livingston nói rằng ông cảm thấy vinh dự được hiện diện tại buổi lễ tưởng niệm Trân Châu Cảng và ông cho biết ông tràn ngập niềm vui khi thấy mình có thể hiện diện ở nơi này. Ông nói các phát phóng viên rằng ông đã đi lính sau khi nghe về cuộc tấn công Trân Châu Cảng và muốn đóng góp vào cuộc chiến.